Ở tập trước, tuy không bắt cặp với nhau, nhưng Vi thấy rất ấn tượng và bất ngờ bởi sự vui vẻ và hài hước của Phú. Còn Phú và C đã bắt được tần số của nhau. Tuấn thì đang dành tình cảm cho cả hai cô nàng Anna và Hải Vi. Hưng và Tiên thì chỉ mới cảm mến nhau. Mời quý khán giả cùng đón xem tập tiếp theo. Buổi chiều, các bạn nhận được một thông báo từ chương trình. Thứ tự ghép cặp, chiều nay là Tiên với Tuấn, Anna với Phú, C với Hưng. Quy định mỗi cặp đôi sẽ hẹn hò và có một nụ hôn khi ngắm hoàng hôn ở núi Chi Ba. Và thử thách chiều nay là thi chạy hai người ba chân trong giới hạn 200m ở núi Chi Ba. Cặp đôi nào chiến thắng sẽ được nhận một phần thưởng, đó là một bữa ăn tối lãng mạn tại khách sạn Malibu. Hạnh quá. Từ thường hôn nhau là hạnh phúc lắm mà sao hơn. Anh xin lỗi. Đó là do chương trình. Hạnh phúc quá. Định mệnh em. Cặp này chuẩn về chiều cao quá rồi nè. Việc ghép đôi với Anna thì mình cũng chờ đợi, vì Anna là cô gái cuối cùng mà mình ghép đôi, cho nên là cũng khá là chờ đợi. Anh ấy mới được bắt cặp với Anna thì anh ấy có vẻ rất là vui. Nhưng mà sau khi nói chuyện gì đó với Thi thì khi mà lên xe thì anh ấy đã thay đổi thái độ. Bắt đầu là cái cuộc chơi bắt đầu từ ngày hôm nay nè. Bắt cuộc chơi từ ngày hôm nay nè. Kịch tính lắm á. Nó kịch tính, nó căng thẳng lắm á. Hình như là nó... Đúng rồi. Cảm giác thiệt là... Chiều nay nhớ cạo đâu chứ chôm nha. Nhọc không? Ăn hung rồi nè. Không có. Phải nói vậy nè. Lòng đau như cắt nước mắt đực. Chiều nay hùng nha. Đi ra. Đi gớm quá bà này. Thôi, nói chung là chiều nay được hùng rồi nha mọi người. Cố gắng nha. Buổi trưa anh nói em sao sang lên. Mình giỡn không phải sang lên. Dạ, ok. Sang lên em. Tôi không biết là tôi đang lo lắng cái nụ hôn của tôi chiều lúc mà các bạn nhanh chóng di chuyển đến núi Vi Ba ở Vũng Tàu để thực hiện thử thách leo núi hai người ba chân với quãng đường yêu cầu là 200m. Hai người ba chân là sao? Hai người hai chân chứ hả? Hai người ba chân tức là xài ba chân thôi, hiểu không? Anh làm sao? Cột sao? Anh cột địch xiết vô thì nó mới dễ đi chứ hả? Em đi. Đừng có lùi chung, bởi vì em kêu anh mới buộc sát chung lại. Tuân thủ một chơi nha, cái này là bốn chân rồi chứ không phải ba chân nha, phải nhà nha. Đây là sao? Là đây sao? Là ba chân này nha. Đây là ba chân. Đó là bốn chân rồi nha. Ủa vậy luôn hả? Ở giữa là sao em đạp chân thôi. Ở giữa là một chân thôi. Cao lắm. Chồng lên nhau, ừ. Bỏ cái dép ra, bỏ cái giày ra. Thôi không sao. Đi bình thường được rồi. Không được. Chơi vậy là chơi vàng. Trời, bả làm khó ghê luôn á. Không, nếu vậy không chơi. Không chơi. Là sao là sao? Ý làm nếu... Như thế này hết chứ. Thê thi. Phải như thế này. Họ kệ mấy người đó ưng mở giày hay không mở giày. Không, tức là mình quy định một kiểu cột thôi. Một kiểu cột thôi. Đúng rồi. Chỉ là một chân là được. Nếu mà rớt xuống là thua nha. Rớt xuống là thua nha. Rớt chân xuống là thua nha. Nếu mình giữ được rớt xuống thua. Thôi, nói chung bây giờ mình quy định như thế. Cắt đi của cô, cắt đi của mỗi người thôi. Cắt nhau thôi. Cắt đi của mỗi người. Miễn sao biết tiền đặt cái chân của anh đi. Tới nơi rồi chứ không bỏ chân xuống. Em từ từ. Bây giờ rốt cuộc em muốn làm sao? Là muốn đặt chân lên hai chân đó không? Ok, đi mọi người. À, hôm nay thì mình có leo núi Vi Ba thì có một điều ấn tượng, cũng không tốt cho mấy về bạn C Nguyễn. Thì nói chung với mình cuộc chơi một hành trình tham gia thì với tư cách là để trải nghiệm thôi, chứ không phải là thắng thua ở đây. Nhưng với C Nguyễn lại khác, gây cho mình một cảm giác không tốt với sự nghiệp. Không sao, đi. Nhưng mà em không có cảm thấy thoải mái. Bây giờ cái việc anh không thoải mái, anh là người không thoải mái. Ý là em hiểu em đạp, nói không? Em bây giờ mình phải khó chịu. Cái vấn đề là ở đây là khó chịu hay không khó chịu là không có vấn đề. Nhưng mà anh đã chịu cái vấn đề để anh đây thì em cứ đi. Không, đối với em rõ ràng, hiểu không? Anh rõ ràng lắm, phải chấp nhận phải chịu. Đúng rồi.
những cái việc gọi là tranh cãi nhau, những gì mình góp ý là về cái cọng dây buộc chân thì tạo cho mình cái áp lực khi mà cùng chơi cái trò chơi đó. Em bỏ lên chân anh thì sẽ không á. Nhưng mà em đi không được, em đi cái chân anh còn lại không được đó. Em đi cái chân còn lại không được, hiểu không? Anh không thích người rất bực bội với chuyện đó, hiểu không? Nhưng mà anh đi vậy thì em đâu có đi được. Có nghĩa là em vẫn có quyền đạp lên chân anh dù đau khổ nào, anh vẫn chấp nhận. Không phải, vấn đề không phải là anh đau hay là cái gì, vấn đề là cái chân còn lại em đi không được. Ok, mệt quá. Chứ bây giờ anh không thích nó rõ ràng, cứ nhây nhây ra từ nãy giờ, không có chịu. Nhây gì thì em cũng để lên. Phải trái, phải trái, phải trái. Bước nó ngắn rồi anh, tại vì cái bước của em không có dài á, bước vậy nó gích cái cọng dây lại. Với lại mình buộc như vậy nó bị vô xiết hai cái chân của em mình á. Buộc giống như hai đứa kia á, buộc cuốn cọng dây quanh hai chân á. Thì nó không có bị xiết từng chân, còn này bị xiết từng chân rồi. Đau quá. Biết sao không với anh á? Đảng đã chấp nhận chơi sẽ không bao giờ than. Đi lên tới trên đó rớt cái bàn chân ra. Đi lên tới trên đó rớt cái bàn chân ra. Bây giờ em ngồi xuống em mở gọi đi. Anh không thích than. Anh không thích than, than thì phải tự làm. Với anh đã tham gia chương trình không có tiêu thư ở đây. Với anh đã tham gia chương trình không có tiêu thư ở đây. Thì có nói với mình cái câu mà thực sự rất là tổn thương luôn. Đó là mình biết mình tham gia chương trình này thì mình đừng có tiểu thư. Thực sự thì từ đầu lúc tham gia tới giờ thì tất cả những hoạt động, mặc dù là Vi không có giỏi về vận động, tham gia cùng với mọi người thì Vi cũng đã cố gắng hết sức, mặc dù là không có làm gì được nhiều cho đồng đội nhưng mà cũng đã cố gắng hết sức. Cái cảm giác mà nó bất lực lắm, mình không hề có một cái gì gọi là tiểu thư ở đây. Thì cái sợi dây thực sự nó siết rất là đau. Tới bây giờ cái đường hằn của sợi dây nó vẫn còn in trên da luôn. Mà Thi sử dụng cái câu tiểu thư với mình thì thực sự là rất là tổn thương. Hai ba, hai ba. Ba, em có đau chân không? Không. Hai ba. Đau không? Hai không. Hai ba. Em nói kiểu này nó không đau chân. Hai ba. Kia đau chân lắm. Hai ba. Hai ba. Chiều nay khi mà Xe với lại anh Hưng được nhận cái thử thách là chạy bộ hai người ba chân, vừa nghe thôi là thấy oải rồi, tại vì hai người mà đi bằng ba chân thì rất là khó. Cái trò chơi này Xe đã chơi qua rồi. Thì trong cái lúc mà chơi thì cũng có xích mích nội bộ với nhau, tại vì mọi người á, ba cặp còn lại chưa biết cách chơi hai người ba chân là như thế nào. Chơi rồi, hai ba lên nè, hai lên bốn lên rồi. Gần tới rồi anh ơi. Gần tới rồi. 50 mét rồi. Trời ơi, bữa ăn thịnh soạn đang trước mặt chúng ta kìa. Trời ơi, tôm kìa, trời mực kìa. Mực ơi. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Anh quá đau chân lắm. Bởi vì hồi nãy anh lường trước được cái sự việc là sẽ đau chân như vậy, em hiểu không? Cho nên là anh không muốn, cứ muốn là đau, là không chơi được chương trình này kia. Đau quá à. Chứ đâu phải là muốn ăn thua với nhau trong vấn đề đó. Anh nhưng mà ai có đau không? Em có hiểu vấn đề đây không? Xe nói, anh sẽ nói lại. Cái điều đó, cái điều đó không cần thiết. Cái việc thắng thua ở đây nó không quan trọng, nhưng mà cái việc ở đây là cái việc an toàn. Mà biết rồi, bây giờ quan trọng là nhanh đi, để mọi người đi hết rồi. Đi. Vô, nắm tay cho đi nè. Một, quay, phố. Đau quá à. Em đi cái này hợp lý hơn á. Để cho hai cặp ghi đấu đi. Ừ. Nới lỏng ra đi, anh chị nới lỏng ra đi. Chứ chặt đau chân lắm. Chơi lại cái giày đi. Chơi lại giày á? Dạ. Mang giày đi. Vô, mấy mét nữa hả? Không lên, tay đâu? Vô, vô địch, vô địch, vô địch, vô địch, vô địch. Anh tới chưa? Tới rồi. Yeah.
chết trời. Thôi bây giờ anh cái này, anh Hoàng qua đây anh đẩy em đi. Còn ở đây đúng không? Ừ rồi. Anh có thích mấy cảnh như vậy không? Thích, anh có đi leo núi. Có hả? Anh có leo núi bao giờ chưa? Chơi mấy lần. Núi nào? Anh ăn Phan Dũng. Đi mấy ngày á, leo mấy ngày. Leo mấy ngày luôn á hả? À, vì nó tới cả 50 cây. Trời ơi. Vậy là cắm trại ở trên núi luôn. Mày nấu đồ ăn cho chảnh luôn. Nướng đồ ăn. Trong lúc leo núi thì cũng biết được cô ấy là một người yêu thiên nhiên, yêu động vật. Một người có tính cách rất là thoải mái, phóng khoáng. Khi mà đi cái trò chơi hai người ba chân thì cái đó là cái điểm nhấn vui nhất trong cái cuộc ghép cặp của Anna với lại anh Phú. Ây da, em thấy nhảy cò cò chưa nhanh. Nè, ừ, cò cò đi, coi nè, cái kiểu bị chấn thương á. Bụng nó đau quá à. Đừng có lôi đi như vậy té. Ê nè, anh nhìn con dây nè. Mình cuộc dây luôn á. Bầm tím luôn nè. Ê, mình có thể chấp nhận thua không? Bây giờ gỡ dây ra đi. Gỡ dây ra được rồi. Ôi đi đi. Chứ tự nhiên người ta đi được, mình đi được. Thật sự cái vấn đề này nó không ảnh hưởng gì tới anh luôn á. Thật sự đi lại luôn á. Có nghĩa là cái chân của anh buộc nè, dư một khúc, cái chân em buộc sát như vậy thì tất nhiên là nó không ảnh hưởng tới anh rồi. Em có thể buộc sát anh, buộc sát chân anh. Nói lỏng ra đi, nói lỏng ra. Ủa nãy tôi nói mà nó xiết lại không có nói ra được. Nói lỏng ra đi. Chơi là phải là muốn thắng muốn thua đâu. Nhưng mà chơi cột cái cây cột sát vô vậy đi, hồi chạy máu chân luôn á. Thì lúc em kêu cũng là buộc chặt mà. Ý là buộc sát hai cái chân vô nhau, quấn lại như vậy nè. Nè anh buộc cho em không giật ra được luôn á Thi. Làm gì giật không được. Ây da. Thôi bây giờ buộc lên trên cái buộc lên trên ống này đi. Vậy mình cũng cho là đi ba chân rồi còn gì nữa. Bởi vậy là anh nói rồi, xe không hiểu vấn đề. Anh nói nhất ở đây mình chơi là vừa vui chứ hay là vừa an toàn. Bây giờ chơi xong chắc chắn là chân của mọi người ai cũng sẽ đau. Ừ đó. Rồi lấy cái tay này kìa. Ok được. Ông tại vì biết sao không? Không phải là anh khó chịu, anh xin lỗi. Cái vấn đề là không phải là anh khó chịu, tại vì anh rất khó chịu cái việc là đã tham gia chương trình. Em nói chung là em không có nghe cái chuyện để, mà để anh nói hết. Anh không thích là gặng anh đâu. Có nghĩa là ý là tham gia ok như thế nào cũng được, nhưng mà đừng cãi lộn về vấn đề đó. Thí dụ mà cãi lộn vấn đề đó rồi thì ok, mọi người sẽ chịu thiệt vì một người để khỏi cãi lộn nữa. Anh đã không vui cái đó rồi. Thì đó, thì chứ bởi vậy em mới kêu là tháo dây buộc lại. Chứ em chứ đâu có nói là cái gì đâu. Chứ không phải là anh khó chịu vì em, hiểu không? Tại nhiên chỉ có việc nhỏ xíu vậy mà làm căng lên. Căng hơn dây lận. Ai làm căng? Ý là Sê Nguyễn nè. Đừng giận anh nha, tại vì anh chỉ khó chịu cái việc là Sê Nguyễn thôi. Đâu giận? Anh chỉ khó chịu cái việc đó thôi, chứ không phải là vì em làm cho anh khó chịu. Xin lỗi nha. Nha. Anh ấn tượng được ai trong mấy lần nữa, anh ấn tượng được ai chưa? Vậy đó cho anh biết mật. Biết mật hả? Không phải là thích ai hay ấn tượng ai. Mình cần là cần cái sự gọi là hòa quyện á. Ví dụ như ăn uống đi chơi bời nhau, vui vẻ nhau. Còn tình cảm là phải ngày một ngày hai được không? Ví dụ như chị vừa mất, ví dụ như mình thích mà mình cảm thấy đối phương mới có mấy ngày thôi, nhưng mà họ có những nét tương đồng với mình. Nó cũng mở ra một cái điều gì đó giống như là gọi là tình cảm riêng á, cá nhân á. Đối với anh á, cái mẫu bạn gái của anh này nha, anh có đòi hỏi cao, đòi hỏi nhiều lại về đó phải không. Như nào đó không? Nói chung là không có đòi hỏi người bạn gái điều gì nhiều đó. Ví dụ như xinh hay là dễ thương thì cái điều đó ai cũng muốn là người đối phương mình sẽ có. Nhưng mỗi điều anh cần á là phải biết trong công việc á, biết làm, gọi là cái chơi thì phải có làm á, sống là phải hòa đồng. Bình thường em thấy anh Tuấn nói chuyện nhiều vậy, em cứ tưởng là anh Tuấn là một người tăng động, nói nhiều.
Nhưng mà thật ra là đôi lúc anh Tuấn cũng khá là tình cảm. Chẳng như là anh Tuấn sống nội tâm. Nói về chuyện một cái vấn đề gì đó liên quan tới chuyện tình cảm á, thì anh Tuấn rất là nghiêm túc. Khi mà anh Tuấn là người đầu tiên, phải nói là anh Tuấn là người đầu tiên mà em chia sẻ, hai đứa cùng chia sẻ chuyện tình cảm với nhau rất là nghiêm túc và rất là nhiều, rất là lâu, lâu nhất trong tất cả các anh. Ở lúc Viva thì khung cảnh rất là đẹp, tại vì nó kết hợp với những cái cây cối thiên nhiên, rồi có thể nhìn xuống là thấy biển nè, rồi đồi núi chập trùng rất là nhiều. Cố lên, hãy về, cố lên. Bớt đi. Làm. Anh định chắc cái tay đem bóng vô. Đau lắm á nha mọi người, giỡn. Nói đi kiểu kia thì không chịu đâu. Không, kiểu kia đi không được. Anh nói em không phải vấn đề, anh nói. Em còn kiểu kia sẽ rất là đau hơn nữa. Trời ơi, em không đau luôn. Không hề, em còn sát rất là đau. Không có đau. Yên lắm rồi. Cố lên. Đau rồi, để em lăn rồi đúng không? Rồi, mở ra. Lăn là phải buộc kiểu kia á. Buộc cái hai chân, buộc chân này xong rồi buộc chân kia rồi mới quấn vô nhau. Em phải vòng vòng một vòng à. Nó siết. Ê, cặp đôi cao nhất, trông có vẻ là khỏe khoắn nhất, cuối cùng là thua. Em không ngờ, hồi nãy anh tự tin lắm mà anh Phúc. Không, anh nói là mình sẽ thắng, anh nói là mình sẽ được giải nhất mà anh Phúc. Tự tin quá cuối cùng. Tại sao vậy anh Phúc? Anh phải cố gắng lên chứ. Ok. Cố lên! Cố lên ơi! Vỗ tay đây, vỗ tay đi! Trời ơi, có Vũ này nè. Tập hạnh phúc nhất á, vừa đi vừa tâm sự, vừa đi vừa nói chuyện. Cặp đôi tự tin nhất cuối cùng là cặp đôi gì không chứ? Không, chưa có tới cái đất mà. Chưa có tới cái đất. Đâu không? Không biết giỡn luôn thì tình ngươi. Giỡn ra là cái đất mình muốn não luôn đó. Trời ơi, mà cái đầu mà. Đứt mình muốn não. Đứt hai thứ luôn rồi. Sau những thử thách leo núi trên núi Viba, các bạn có cơ hội hẹn hò để tìm hiểu nhau. Xanh mặt là có thật. Em phải ôm sát anh vô. Phải ôm sát anh vô. Ơ, em cũng phải gồng lắm luôn á. Không, phải thả lỏng đi. Thả lỏng nó nặng cái đít. Thôi thế này, anh với em phải hợp tác với nhau để tìm một chỗ là lãng mạn. Mình trao một hôn nồng cháy. Gớm quá đi. Khi mà mình cõng Vi lên núi thì thật sự cũng không cảm giác gì. Vì đơn giản rằng mình thấy là con gái nên mình cộng Hải Vi, giúp đỡ Hải Vi để Hải Vi lên núi hơn. Còn cảm giác của Hải Vi thì thực sự lúc đó mình cũng không thể cho mấy. Chiều nay khi mà mình bắt cặp với Thi á, thì thấy anh chàng này cũng có một vài đức tính tốt, như là rất là biết cách quan tâm những thứ nhỏ cũng rất là thích. Nó nói chuyện em mà thả lỏng cái là nó nói chuyện xuống liền. Đâu có đâu. Được cổng em một mình. Thôi. Giỡn không? Anh cũng thấy vậy luôn. Giỡn thì em mới đứa giỡn luôn. Cái gì vậy? Mình tiếp xúc với Vi, cái cảm nhận của mình là Vi khác với so tất cả những người bạn nữ khác. Vi chín chắn hơn, Vi trưởng thành hơn. Để một người con trai á, với mình á, tiếp xúc và tìm hiểu về Hải Vi á, thì mình cảm thấy là hơi khó. Sao em yêu đương đồ tiếc dài là bao nhiêu mối tình à? Em hả? À. Chính thức là 2 mối tình. Ừ. Nhưng mà 2 mối tình đều chưa phải là người Việt Nam. Là ở bên kia đúng không? Ừ. Cái người nước ngoài. Nhưng mà cũng là người châu Á. Không phải là... Ừ. Cho nên bây giờ em muốn thử quen một người Việt Nam. Người Việt Nam. Ừ. Hợp với mình từ trước giờ em chưa có quen người Việt Nam. Một chàng trai Việt Nam. Bao lâu rồi em chưa có người yêu? 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi đó. Chưa kiếm được đâu. Ừ, chưa kiếm được cái người nào mà nó cùng với level ở trên như mình. Vô trong này thấy level ai cũng cao đó. Thấy anh cũng hơi sai. Hơi sai hả? Hả? Sai. Sai là mắc cỡ sai tiếng Anh chứ không tiếng Việt. Sai tiếng Anh. Tưởng nào sai. Sai đâu. Anh thấy anh sai. Hú hồn tưởng nào có làm gì sai. Chưa, anh chưa có sai. So với việc tiếp xúc với cô gái trước là xe thì cuộc gặp này có vẻ là nghiêm túc hơn. Không khí có vẻ là cũng
ít vui nhộn hơn là với cuộc gặp với xe. Không, thì thật sự tâm lý là vậy. Anh kiểu như là những ai mới quen thì hơi có tâm lý e dè tí. Khó thoải mái chứ không phải không muốn thoải mái mà khó thoải mái. Thì anh có vô tình thấy là An có tới chỗ của Anna. Giống như là Anna đi An chưa đi được, bạn có việc Sài Gòn, nhớ đi cẩn thận, để lại cái cảm giác anh cho là như vậy. Đúng rồi. Và cái thứ hai là anh càng khẳng định hơn á là cái lúc em nhớ tối hôm qua mình đang bút An ở bên nhà hàng không? Cảm giác giống như là ủa tại sao An với lại Anna mới gặp nhau chỉ trong mấy cà phê mất 15 20 phút thôi. Mà tại sao Anna nói được chuyện thoại với An giống như là đang rất là biết trước nhau rất là lâu rồi, em hiểu không? Thế đó là anh nghi ngờ Anna và An. Cái cặp đặc biệt mà anh đang rất nghi ngờ. Xác suất 90% luôn. Ai? Không biết em có giống anh biết không? Anh nói đi. Anh Thi với là Hải Vi. Anh Thi. Hải Vi. Trên xe đi, anh cũng hay giỡn này ghi với mọi người, nhưng mà anh cũng hay để ý lắm. Anh Thi đi ra ngoài làng bè Long Sơn, anh Thi cổng xe. Cổng xe thì anh Thi có vô tình quay lại thì anh thấy anh Thi nhìn Hải Vi. Ủa nhìn cái đâu đâu nghĩa. Xong là, rồi là... rồi khi lúc này nè, lúc mà ăn bánh nước, em nhớ ăn bánh nước hồi sáng nay không? Thì khi anh Thi cột tóc cho Anna thì anh nhìn Hải Vi lúc nào cũng chăm nhìn vào Anna. Em không nghĩ anh để ý đó từng đi. Tại không, tại vì không phải, có nghĩa là anh không muốn nhìn vào quá kỹ từng chi tiết. Nhưng mà em nghĩ là em nghĩ chị Vi. Chị Vi ai? Chị Vi với anh Phú. Bây giờ anh em thử cốt cười với nhau một cái trò chơi đi, nếu ai là riêng cá nhân anh và em. Ok. Thì lại nó nghe trong cái chuyện này nè, cặp đôi bí ẩn hay không bí ẩn anh cũng không có quan trọng. Hiểu không? Quan trọng ví dụ như anh cảm thấy anh mới thương, anh thích ai và anh cảm tình với ai thì điều đó đều quan trọng. Vì đây là câu sự trải nghiệm của riêng cá nhân của anh và tất cả mọi người. Nhưng mà hôm qua anh thấy em với anh Phú là cũng rất là tình cảm nha, trò chuyện nhau rất là tình cảm nha. Anh Phú hả? Em nghĩ là anh như là anh quá nhạy cảm vô một cái vấn đề gì đó, anh rất là nhạy cảm nha. Anh không có nhạy và phán cặp nào hết. Anh nói rồi, chốt lại anh vẫn nói là cặp của anh Thi và cặp của Hải Vi. Anh Tuấn là người đầu tiên mà em xác định từ nay về sau sẽ là bạn của em cho tới về sau luôn. Nên em thật sự là em rất là vui vẻ, rất là không có đặt nặng gì cái vấn đề tình cảm lên anh Tuấn. Trong sáng ngày hôm nay thì Vi với Tuấn tham gia cùng nhau những cái hoạt động chung với mọi người. Thực sự chưa có một cái thời gian, một cái khoảng thời gian để hai đứa ngồi riêng với nhau để nói về những cái vấn đề cá nhân của nhau. Thì Vi muốn là có thời gian hơn với Tuấn. Cái không gian chỗ này mình ngủ quá. Ôi, bây giờ chỗ cái bàn nó mát mẻ hơn, tỉnh táo hơn. Bốn bạn nữ thì mình vẫn mong muốn tìm hiểu về Anna. Tại vì theo mình được biết thì Anna về Việt Nam sống được một năm, hình như gần một năm. Thì với mình thì mình thích một người con gái theo sống theo cái lối sống phương Tây. Và sau một buổi sáng mình tiếp xúc với Anna thì mình cảm thấy Anna rất là thoải mái, phóng khoáng và giống như cái mẫu người mà mình tìm hiểu. Và mình muốn tìm hiểu Anna một cách kỹ hơn nữa. Diễn viên, mẫu, ca sĩ là những gì mà em thích. Cho nên bây giờ em muốn làm những gì mà em thích. Còn nói về chuyên môn thì em là cử nhân của Business Management. Ra trường chưa? Ra trường rồi đúng không? Tạm gác lại theo đuổi cái mình gác thích. Gác lại và khi lúc mình còn làm được thì mình muốn theo đuổi. Đúng rồi. Không có quan trọng việc thành công hay là thất bại. Việc là mình có cái sự cháy bồng đó, mình đam mê là mình làm thôi, mình thích mình làm chứ không có phải mà kiểu như bản lĩnh lên chứ không có kiểu như mình suy nghĩ đó mình thích đó, nhưng mà thôi vì một cái vấn đề nào đó mà mình phải theo một cái con đường nào đó cho nó an toàn hay gì đó. Anh thích những người có tính cách mạnh mẽ. Anna là một cô bé cũng rất là hay về công việc, về chuyện tình cảm thì thật sự chuyện tình cảm thì mình cũng chưa quá hiểu rõ lắm về Anna. Còn công việc thì mình thấy cái suy nghĩ và cái tư duy của cô ấy là rất là hay.
Mặt trăng kìa. Mặt trăng kìa anh. Anh nói nghe nè, em thấy cái cục đá này không? Anh tin anh đập đầu em, anh đập đầu em vô cái cục đá này luôn không? Bớt điên đi. Nắng quá rồi chạm dây rồi hay sao vậy? Ba em chào đi. Ba em. Ủa tới nhà em chưa? Rồi nè, ông họ nè. Ông họ bà con em đây hả? Đây mẹ vậy? Mẹ em nè, mẹ em. Sao em khác họ anh vậy? Cứ giờ chào đi mẹ em nè. Bữa nay thì mình được hẹn hò với lại C. Mình không biết như thế nào nữa, cả một buổi gặp gỡ nhau không nói được cái gì hết. Không tìm được điểm chung luôn, không dò được cái đài của C như thế nào luôn. Chỉ có cái lúc chơi trò chơi. Nói chung là những cuộc trò chuyện ở trên cái con đường đi á, chỉ được chút xíu đó thôi. Chút xíu đó thì mình nghĩ là nghiêm túc được chút xíu đó thôi. Em cầm bốn trái chuối này cho bốn khỉ nha. Anh hái hoa cho em. Lấy một nhánh cho em luôn. Em muốn một nhánh. Ờ, mình xin phép nha. Không, anh lấy cái nhánh hai cành nè. Cái nhánh hai cành á. Đó, đúng rồi, nó đó. Không, anh muốn lấy cái nào lấy cũng được. Vậy có lấy không? Em ơi, bà phải. Anh thấy cái nào đẹp? Anh thấy cái nào đẹp? Cái này hoa nhiều hơn nè. Ok. Đâu, lỗ tai em đâu rồi, để anh cài lên. Thôi, để em cầm đi. Cầm bốn cái chuối nha. Ok, đi. Cái này hoa anh đào nhật hả ta? Ừ. Lúc mà anh Hưng hái cho xe nhành hoa tặng á, thì cảm thấy là anh này cũng khá lãng mạn. Không biết là khi mà anh bắt cặp với những bạn gái khác thì anh như thế nào, nhưng mà lúc mà bắt cặp với Sê thì anh rất là vui và nhiệt tình, rất vui luôn. Nói chuyện mà Sê cứ rất là tăng động như vậy thì mình cũng không có biết nói như thế nào. Tại vì mình lúc nào vui thì vui, lúc nào mình cần lắng động thì mình cần lắng động chút xíu. Còn cái này thì từ đầu cho đến cuối thì Sê lúc nào cũng tăng động như thế. Theo hiện tại bây giờ mình chỉ ngồi mình nói chuyện với nhau. Thật sự ngồi để nói chuyện với nhau nha. Để mà có cái gì đó sâu lắng chút xíu chỉ được ba cô thôi. Sau những cuộc hẹn hò xoay vòng, để các thành viên đều có cơ hội tìm hiểu nhau, tình cảm của các bạn đã bắt đầu nảy sinh. Sê Nguyễn đang có nhiều cảm xúc với Thanh Phú, và anh chàng cũng có ấn tượng nhất với cô nàng. Còn Hải Vy mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về Ngô Tuấn, nhưng Ngô Tuấn vẫn dành tình cảm cho Anna, trong khi anh Thi cũng đang để ý cô nàng. Còn Anna, sau cuộc hẹn với Thanh Phú, cô nàng vẫn chưa xác định được tình cảm thực sự mình đang hướng về ai. Câu chuyện tình cảm của các bạn sẽ như thế nào? Mời quý khán giả cùng đón xem tập tiếp theo vào lúc 22h45 thứ ba hàng tuần trên HTV7. Chẳng có ai biết được trước tương lai, điều gì sẽ đến mỗi sớm mai. Nghĩ trong đầu cuộc đời có bao lâu nên là do